vpgame.vn, shop nick nhanh chóng, an toàn, giá rẻ. Ok, chào toàn thể anh em đến với channel của mình. Ở clip này thì mình sẽ làm về vị tướng là Tulen nha anh em. Về với Tulen bản cập nhật mới nhất thì nó cực kỳ là mạnh anh em. Mình khuyến khích là anh em mang đi đó là leo rank luôn. Có thể là mang đi mid hoặc là mang đi rừng, nhưng mà đi mid thì cũng sẽ tốt anh em, đi rừng thì cũng rất chi là ổn. Tulen thời điểm hiện tại thì đi rừng vẫn rất chi là ok nhá. Thì ra đoạn đầu game đó là mình farm bộ đỏ trước sáng. Ôi Mina thôi xong rồi. Nó phá mình rồi. Vậy là vòng rừng của mình thì đã bị chậm rất chỉ là nhiều rồi anh em ạ, khi mà bị Mina tém địch phá ấy. Ok thôi, không vấn đề gì cả anh em, nói chung chậm một xíu chứ không mất bùa là được rồi. Nói về tốc độ phá rừng của Tulen đi rừng thì thực tế cũng sẽ không lâu nha anh em. Khi mà anh em tích được điểm đó là nội tài ấy, thì Tulen phá cũng cực kỳ là nhanh luôn. Ok, ví dụ như pha này đấy, có nội tài đó là lối điện ấy, thì Tulen cũng phá khá là nhanh. Thì ở trận đấu này ấy, thì mình đối đầu với bên kia là một vị tướng ngục không anh em ạ, một vị tướng cũng là hot pick ở thời điểm hiện tại ấy. Ở trận đấu này thì mình ý định đó là đi mid, nhưng mà ông theo nát cũng như là ông Văn Hến ấy, pick một lần luôn ấy. Cuối cùng thì hai ông xạ thủ ở giai đoạn đầu game luôn nên ôi lại bị kéo rồi. Ơi Mina được trả thù anh em ạ, tại bên mình thì mất đó là hai điểm hạ gục rồi. Pha này thì liệu có ăn được hay không? Mình vẫn chưa đến được level 4 này, pha này liệu có ăn được vài ô hay không này, có ăn được vài ô hay không? Ôi, có level 4 phát thì chắc có lẽ ngon thôi rồi luôn anh em ơi. Có level 4 thì pha đồ ăn được mấy mang luôn ấy, mang ngô không thấp máu này, Mina thấp máu này. Thêm đó là, ôi, 4 người của tém địch thấp máu hết luôn rồi. Thế luôn ấy, pha đồ mà có chiêu cuối, bởi vì chiêu cuối khi anh em kết thúc được một mục tiêu ấy, thì nó sẽ hồi chiếu cực kỳ là nhanh nhá. Nói chung khá là đáng tiếc một xíu anh em ạ, bị đó là Mina nó quấy một xíu. Hiện tại bây giờ mình vẫn chỉ level 3 thôi à. Ok thì nói chung giai đoạn đầu game thì tém mình khá là thọt rồi, mình thọt đã đanh. Tém bên mình thì cũng không ba luôn rồi. Nên là bây giờ thì sẽ cố gắng đó là phá một xíu nha anh em, để có thể là tích được đó là level, cũng như tích được một lượng vàng để có đô để có thể mà chơi được ấy. Còn ở thì thọt thì chắc chắn là anh em đừng có vội đó là giao tránh, trừ khí đó là đống người thôi, gọi là ba đánh hai gì đó ấy. Ok pha này liều có ăn được chơi không? Chơi không? Trời luôn đấy. Ôi nó hất tung quả ngon thế. Thôi xong rồi, pha này mình sai rồi anh em ạ, lỗi rồi, sai đến từ mình rồi. Pha đó mình dùng chiếu và lỗi luôn anh em ơi. Pha đó thì chiêu hai mình lướt vào đó là Lothion thì có lẽ là hợp lý hơn so với là mình lướt bỏ chạy ấy, bởi vì chạy pha đó thì cũng không chạy được luôn. Thì rất rất lâu rồi mình mới đó là chơi Tulen quay trở lại anh em ạ. Bởi vì Tulen bản cập nhật mới nhất thì nó được tăng sức mạnh nhá, nên là mình sẽ chơi làm cho anh em xem luôn. Nói chung có những phá gọi là hơi mù mắt xíu thì anh em cũng thông cảm một xíu, bởi vì vị tướng nào cũng vậy, phải tập làm quen dần anh em ơi. Ok, thì nói về chiêu thức một xíu ấy. Về chiêu thức thì chiêu thứ nhất của Tulen ấy thì anh em thấy thì có 3 tía. Với khi anh em tung 3 tia thì lượng sát thương sẽ được tối ưu, kèm theo đó thì giúp anh em đó là tích 3 điểm nội tài lối điện nhá. Còn chiêu thứ hai thì anh em có 3 lần lượt anh em có thể tích lũy 3 lần, anh em lượt có thể là quá địa hình và lượt trúng tướng địch ấy. Ok, pha này thì ổi chơi luôn này, chạy đâu bạn ơi, chạy đâu bạn ơi. Lối điều một phát này. Vẫn chưa kết thúc được cái pha này, tốc biến đến từ vị trí. Rồi pha này chơi được ngon, một phát tốc biến rất chỉ là hay đến từ vị trí Brain anh em ạ. Vẫn lùng được cái màng Mina ấy, trả thù được rồi. Với Tulen thì nói chung phá một xíu thôi, chỉ cần ở là 3 đô là khỏe rồi anh em ạ. Và đặc biệt Tulen khỏe nhất đó là khi anh em có nội tài nhá. Anh em phải tích được điểm nội tài anh em ạ. Về chiêu cuối thì lối điều anh em, chiêu cuối lối điều thì giúp anh em. Ơ pha này chơi không? Chơi không? Chơi luôn này, chơi luôn này. Mình chuẩn bị là có chiêu cuối anh em ạ. Nhưng mà chắc là pha này lùi lại một xíu thôi, mình có chiêu cuối thì nó cũng có chiêu cuối ấy. Bây giờ lùi lại là phá một xíu thôi anh em, bởi vì giai đoạn đầu game thì mình khá là thọt. Cách chơi thì nói chung cũng khá là, nói chung dễ thì cũng không phải, khó thì cũng không đúng. Anh em cố gắng làm sao tích được điểm nội tài trước khi vào giao tranh là ngon ấy. Bởi vì cái nội tài lối điện
của Tú Lén thì giật cực kỳ là ác luôn nhá. Đặc biệt là càng nhiều điểm nó xoay quanh người thế này thì giật càng ác luôn nha anh em. Ok, pha này chơi này, chơi được này. Rồi, làm gì bạn ơi? Lối điều luôn này, kết thúc được lên bảng điểm số này. Ôi, lối điền đó là giật. Tự nhiên lùng này đáp cứu khá là dễ anh em ơi. Các đội tém mình cũng hay nữa ấy. Tự nhiên đó là có nội tài nên là giật được cái đáp cứu luôn. Nhưng mà hiện tại thì tém bên mình mất đó là cái trù ở đường tà thần mất rồi. Bắt này, pha này bắt ngô khỉ này, chạy đâu bạn ơi, rồi có nồi tài này, rồi pha này chạy đâu bạn ơi, lượt một lần nữa này, lối điều, ôi trước cần dùng lối điều thì đã phải lên bảng điểm số rồi. Với ngô khống thì tăng hình cũng khá là khó chịu nhá. Pha đó thì nói chung dùng chiêu cuối cho nó chắc, nhưng mà trước cần sử dụng chiêu cuối thì nồi tài của mình đã đó là giật phần ngô khống nó lên bảng điểm số rồi. Bây giờ lại quay trở về là phám tiếp một xíu thôi. Vậy là ổn rồi anh em, giai đoạn đầu game thì thọt một xíu, còn giai đoạn này là ổn rồi. Thì nói chung cách phám thì cũng khá là dễ thôi anh em, sử dụng đó là chiêu một trúng phát đấy. Thì anh em tích được 3 điểm lừa thêm lần nữa ấy, thì giúp anh em đó là có thể đó là có nồi tài thôi. Pha này bắt này, chạy đâu bạn ơi, có nồi tài thôi thì cực kỳ là khỏe nhá. Này thì Mina này, này thì Mina với chúng tôi, này thì Mina này, chạy đâu bạn ơi, lên bảng điểm số. Ôi Mina cũng khỏe nhá. Anh em thấy mình đây cái máu mà nó quạt cho mình. Chỉ còn đó là khoảng đó là 2/3, khoảng đó là 1/3 lượng máu nữa thôi, mất 2/3 luôn ấy. Mina khỏe ấy. Nhưng mà để ăn được Tú Lén thì mình nghĩ cũng khá là khó ấy, đặc biệt là càng về sáu ấy, bởi vì Tú Lén giàu sáo thì khi mà tính được điểm ấy, vừa di chuyển vừa gây đám cũng rất chết tốt. Thì về cách tích điểm nội tài thì ví dụ chiêu 1 ấy, thì anh em trúng 10 điểm thì sẽ tích được điểm nội tài nhé. Tốt nhất là anh em trúng 3 điểm thì sẽ tốt nhất, vừa gây đám tốt vừa có thể tích được điểm nội tài tốt đấy. Còn chiêu 2 thì anh em lượt trúng mục tiêu thì ok hơn nha anh em. Lượt trúng mục tiêu thì giúp anh em cùng thứ nhất là tích điểm, thứ hai đó là vừa gây đám rồi anh em ạ. Còn chiêu cuối lối điều thì ví dụ đối phương thấp máu thì anh em có thể là sử dụng đó là để kết thúc mục tiêu ở từ xa luôn anh em. Khi mà anh em kết thúc được chiêu cuối ấy, kết thúc được mục tiêu thì thời gian anh em sẽ giảm thời gian hồi chiếu cực kỳ là nhiều nhá. Anh em chỉ có đó là vài giây là lại có chiêu cuối tiếp, và có thể là kết thúc được mục tiêu tiếp theo. Ok, khi mà anh em kết thúc được mục tiêu thì chiêu cuối hồi rất chỉ là nhanh luôn ấy. Ôi mình thấy sai ngô khống nha pha này này, làm gì đấy, ôi ngô khống. Anh em thấy chiêu 1 của mình làm phạt ngô khống gọi là mất nửa cây máu rồi. Anh em thấy thì lối điền xoáy quanh người, lối điền thế này thì đúng là giật thì phải gọi là xíu thầm luôn. Anh em thấy chưa? Này thì chạy đâu bạn ơi? Đây, lối điều kết thúc này. Chạy đâu bạn ơi? Lên bảng điểm số này. Thế anh em có thể thấy thì, ôi pha này, Grak, một pha hụt khá là đẹp nha. Nhưng mà không sao anh em, Grak thì lường đám không đáng kể cho lắm. Pha này chơi luôn này. Kết thúc luôn, ôi. Vẫn ăn được nó nhưng mà mình vẫn lên bảng điểm số kia. Tiếc nha. À đó mình chủ quan anh em ạ, tưởng là lượng đám của nó thì không đủ ấy, ai dè là nó vẫn đủ ấy. Mất cái màn chấm dứt rồi. Thì khi mà anh em kết thúc được mục tiêu bằng chiêu cuối thì thời gian hồi chiêu cuối của anh em chắc có lẽ chỉ đó 2 đến 3 giây thôi. Thì về build đồ thì mình sẽ sử dụng build đồ đi rừng nhé. Đi rừng thì gươm lô ghi món đồ đi rừng đấy. Dây thì dây mình sẽ lên cho nó dây xuyên giáp phép anh em ạ. Tiếp đến thì những món đồ ví dụ như cái mặt nạ ma quái để giúp anh em đó là có khả năng xuyên giáp này. Rồi trường bùng nổ này, giúp gia tăng cái lượng đám nổ ấy, nổ đám ấy. Rồi vương biển này, rồi quả cầu băng sướng hoàn thiện thì mình lấy cho nó cái trường hồn mang anh em. Món đồ là cấp 3 của cái mặt nạ ấy. Tốc độ phám bây giờ thì phải gọi là cực nhanh rồi. Về phù hiệu thì mình sử dụng bộ phù hiệu thân quang luôn nha anh em. Ôi mù mặt rồi anh em ơi. Lượt không qua tương. Chắc có lẽ là clip sau thì mình sẽ chơi là vì tưởng Tú Lén này hoàn thiện hơn một xíu, bởi vì lâu rồi mình rất chết là ít tranh em ạ, cũng như là gặp ít trong ranh luôn ấy. Tú Lén vẫn gặp ít trong ranh, nhưng mà thời điểm hiện tại thì chắc chắn là Tú Lén sẽ bị cấm nhiều nhá. Mình khẳng định rằng lên ranh thấp thì mình không biết, chứ lên ranh cao là áo tú rất chết là dễ bị cấm nhiều ấy. Đám đó cực kỳ là ảo luôn anh em ạ. Trận đấu này thì chưa thực sự là ảo gì cả ấy. Nhưng mà có những trận đấu đó là mình thấy là tém địch chơi ấy, ảo cực kỳ, mình mới vạc vào chơi anh em. Aize mới cập nhật anh em mới được tăng sức mạnh ấy. Nên là mình sẽ hướng dẫn cho anh em lên chơi luôn ấy.
Chứ thực sự mình chơi con này thì cũng gà nha anh em. Rồi pha này lung linh là lên luôn này, lên bảng điểm số này. Rồi pha này bắt ngô khỉ này chạy đâu bạn ơi, lối điều này. Ôi chưa lối điều thì đã lên bảng điểm số mất rồi. Tem bên mình thì lường đám cực kỳ là lớn ấy, xà thủ thì ba xà thủ luôn ấy, hai xà thủ một sát thủ ấy, nên lường đám cũng cực kỳ là lớn. Nhưng mà tem mình vẫn đẹp mà, Brai cũng tốt này, mình thì cũng ok này, nguồn sát thương phép và nguồn sát thương vật lý ok, có ghi đủ là khống chế tốt rồi. Ok, ôi anh em thấy chưa, chỉ cần là sử dụng chiêu một phát mà anh em thấy vài ô tem đích kìa, mất máu không phanh luôn ấy. Rồi Mina tem đích này, đấy này, đấy này, Mina này, bây giờ thì mình có đó là đồ xuyên giáp rồi anh em ạ. Ôi, tu lên kéo, gớt ra kéo mình, này thì kéo với chúng tôi này, này thì kéo này, một phát này, ôi không được rồi, ngô khỉ này, ngô khỉ này. Ok, với bảng ngọc dành cho vị tướng tu lên thì sẽ đến như sau, ngọc đỏ sẽ đến cho nó công phép và xuyên giáp phép rồi 9 viên. Một viên tỷ lệ chỉ mang, ngọc tím sẽ đến cho nó 5 viên tốc đánh tốc chạy, 5 viên công phép và hụt màu phép. Con ngọc xanh tốc đánh và xuyên giáp phép nhé. Nói chung bây giờ cũng quen quen rồi anh em. Thì chơi tu lên thì chắc chắn anh em phải tích, cố gắng làm sao tích được điểm nội tài thì càng tốt nhé. Ví dụ vào vào tránh, ôi anh em thấy chưa, bắn phát, ôi rồi chạy lộ, chạy đâu, chạy đâu, chạy đâu. Ông này là tánh cớ nhá, này thì tánh cớ, này thì tánh cớ với chúng tôi này, lùng ngay lùng ngay. Thì hiện tại thì đáng thấy là có một pha giáo tránh nhá. Pha này mình sẽ bỏ ta thân xế giá đã anh em ạ. Có giáo tránh thì lại giáo tránh này. Này thì Grac này chơi luôn anh em ơi. Lại đấy này, lên bảng điểm số 1 người này, lên bảng điểm số 2 người này. Rồi pha này thì chắc chắn lên bảng điểm số 3 người rồi, có một pha quẹt giờ rồi. Thì pha đó thì mình sẽ bắt những vị tướng máu xây trước nhá. Ví dụ như đó là Violet của tem địch này. Rồi đó là Lorion của tem địch này, sau đó thì quay trở lại đó là bắt Grac của tem địch cùng chiếc mùa này. Bởi vì để mà xa thủ tem địch gây đám thì cũng rất chi là khó chơi ấy. Thì bây giờ mình đang cầm đó là con rồng tiến phòng anh em ạ. Thì chắc có lẽ mình cũng sẽ thả luôn nha anh em. Thả đường này cho nó cương hóa, bởi vì ở đường dừa thì anh em thấy tem bên mình lấy được lưng lính siêu cấp rồi. Bây giờ thì thả ở đường này để có thể nó lên và lấy đường lính siêu cấp còn lại ấy. Hiện tại thì xạ thủ tem mình đã lên bảng điểm số rồi, pha này thì có thể tấn công được đấy. Với lượng đám của mình bây giờ thì cũng rất chết tốt rồi, pha này chơi luôn đấy. Cái gì lên bảng điểm số này, anh em thấy giật cực kỳ là thấm nhá. Rồi pha này chơi luôn này, lên bảng điểm số tiếp theo này, bắt luôn đó là vài ô tem đích này, lối điều này, kết thúc này, lùng ngay lùng ngay, ôi lùng ngay lùng ngay, ôi 16-2 rồi. Rồi chơi ga mà vẫn 16-2 anh em ạ. Ok, thì cảm ơn anh em đã theo dõi clip nhá. Mình cũng mong đó là anh em mang vị tướng vào này vào leo rank đích cực kỳ là khỏe luôn anh em ạ. 39,3% đam luôn.